Wow, 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 khoan đã. Đây không phải là một câu quảng cáo bình thường. Tôi là tiên tri TQ. Hãy để tôi đoán xem nào. Bạn một người thích anime? Bạn một người thích chơi game? Boom. Fake fantasy. Sự kết hợp hoàn hảo. Để mình hỏi bạn một câu thôi. Bạn có ghét nhện không? Nếu có, hãy cùng nhau đập chết tụi nó nào. Bạn có thích rồng không? Nếu có hả? Cùng nhau đập chết tụi nó luôn. Với đủ mọi lớp nhân vật kawaii, gameplay lôi cuốn và skill bá đạo, các bạn có thể tự do hủy diệt mọi thứ mà bạn muốn. Đặc biệt là không hút máu, không pay to win. Các bạn có thể tự do nhập vai vào những nhân vật mà bạn thích nữa thì còn gì ăn. Các bạn hãy vào đường link đặc biệt ở bên dưới phần mô tả và comment để tải game liền ha. Và hẹn các bạn ở đó. Nhớ kết bạn của mình nha. Wow, 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 cái gì thế này? You are born in a random place. Okay. At a random time. With a random set of genes. Oh. Oh. Look at you. Now, who's your favorite parent? Just say the word, sweetie. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là TQ đây. Và ngày hôm nay cùng nhau chơi Imagine Lifetime, cuộc sống tưởng tượng. Thì chúng ta sẽ nhập vai vào một cậu bé vừa được sinh ra. Thì nó sẽ kể từ cái quá trình mà chúng ta cái này khó nói rồi. Các bạn hiểu rồi đúng không? Bây giờ thì chơi thôi. Hãy chọn từ đầu tiên cho mình đi. Mama nè, hay là Dada đây. What? No. Cha. Mình sẽ sử dụng giọng nam. Don't be shy. Cha. Yes, I knew it. Mình hiểu hết trơn á. Mình... All right, listen up now. Before we send you out into the world, you're going to have to make some important decisions. Rồi, trước khi mà ra ngoài thế giới cửa kia thì mình phải chọn những lựa chọn khó khăn nhất là hãy chọn đồ chơi yêu thích của bạn. Khó khăn vậy. Mình thích kỳ lân nhưng mà mình không thích có sừng. Khó vậy là khó thiệt á. Ok, kỳ lân đi. You see, the choices you're about to make will affect your character's traits, strengths, and weaknesses in life. Oh, hãy chọn một cái bài tập ở cái thời mẫu giáo. Mình thích chơi xếp hình ha. Oh, ok, hay là vẽ đây, hay là đọc chữ cái. Chắc là xếp hình đi ha. You know this is about your future, right? You should get started right away. Once you're done with these, you'll be ready to face whatever's out there for sure. Oh, ok. Bây giờ chúng ta phải chọn người bạn của mình hả? Bạn của mình thì nó phải như thế nào đây? Mình thì không có bạn. Nhưng mà trong game thì chắc là có thôi, không sao. Mình phải tự tin lên. Thằng này nó không có chân á hả? Rồi mấy này là sao ta? Sao nó cưỡi cái xe nhìn kỹ vậy? Mình chọn hết được không? Tại vì mình cô đơn quá rồi. Ok. Để chọn nơi muốn chơi hả? Mình thích chơi đá banh hay là hợp cát hay là nhảy dây? Đá banh. Không. Không, mình thích đua xe lái lụa. Nicely done. Wait, what's that bump on your nose? Cái gì đây? Ô, một cái mụn hoang dã đã xuất hiện. Giờ sao đây ta? Mình không được bóp nó. No, không được. No. Looks like someone is growing up. Mày nó ghê vậy. Rồi bây giờ hãy chọn cái môn thể thao mà mình thích. Cái gì đi ta? Mình thích lột da người hả? Cái bộ môn gì mà nghe kinh dị vậy? Không, môn bơi lội hay là đá banh đây. Mình thích đua xe mà mình thích bơi lội nữa thì nó không có hợp. Nếu như mà kết hợp lại thì sẽ thành đua thuyền hả? Thôi đua banh đi, nghe vui hơn. As long as we don't choose, the possibilities are endless. Đó. Awesome, go for it. Tiếp theo là hãy chọn crush của bạn. Nhìn không biết cái đứa là con trai, đứa là gái luôn. Thằng này trông mạnh mẽ nhưng mà là tóc dài. Con này thì ôi,
mình không biết thế nào chứ nhìn bà này có vẻ xinh đấy. Các bạn thấy không? Người ta không có hẹn cái khuôn mặt á, có nghĩa là chúng ta phải yêu từ tâm hồn á. Khuôn mặt không là cái gì cả. Game này rất là sâu sắc ha. Đó, mình yêu khuôn mặt của bạn. Hừm là sao? Tự nhiên mình chọn crush của mình kêu hừm. Hãy chọn hoạt động của bạn hay mình thích chơi game. Ok, chơi game. Gaming không gì cả rồi. Móc xít mũi. Hút thuốc hả? Không, không chơi đâu. Thôi mình sẽ chơi game đi. Are you playing that silly video game again? Mày nói gì hả? Tao đấm mày giờ. Hãy chọn công việc làm thêm của bạn. Đi bán báo hay là làm người bán hàng hay là ăn chơi thôi. Chắc mình sẽ đi bán báo vậy. Nghe có vẻ ngầu. Ah, yes. Nó giống như là bán vé số ở Việt Nam mình vậy đó. Hãy chọn một cái nghề bạn mong muốn ở đại học. Trời ơi, nhiều vậy. Economy, education rồi. Thời trang hả? Mình muốn làm người mẫu. Ok, làm người thời trang hả? Chúng ta fashion, thời trang thiệt. Hay là đóng phim đây. Hay là tài chính, nhiều việc quá. Để coi có cái nào mà đóng phim không? Phim phim con lợn. Web thì sao? Không có rồi. Để mình kiếm thử coi. Chắc chắn sẽ có. Đó là một cái nghề đó các bạn. Thôi mình sẽ làm công việc lập trình đi. Mình muốn tạo ra game. Sure. Rồi sao đây? Congratulations. Time flies, doesn't it? Ôi, mình đã đậu đại học rồi hả? Arigato gozaimasu. Cảm ơn mọi người ủng hộ em cho thời gian qua. Em biết là một thời gian rất là khó khăn. What are you waiting for? Cảm ơn mọi người. Choose your path. Bây giờ hãy chọn con đường của mình đi. Con đường của mình là gì đây? Kết hôn nè, kiếm tiền nè, hay là đi du lịch, đẻ con, gì đó, hay là ngồi chơi đây. Chắc là mình sẽ kiếm tiền vậy. Oh, okay. This one's important. Tất nhiên rồi, ai chọn mà. Rất là quan trọng luôn á. Mình sẽ chọn nghề bán báo. Khoan, từ từ. Hãy tìm cách để bạn search, nghĩa là đi tìm công việc á. Chắc là mình sẽ lên mạng vậy. Ok, lên mạng đi. Thôi, hay là sao? Một là đi kiếm người hay là lên mạng, mình sẽ chọn lên mạng. Thùng hoài à, thất vọng hả mày? Hãy chọn một nghề nghiệp của bạn đi. Cái gì mình học công nghệ thông tin ra xong rồi nó bắt mình làm thợ cứu hỏa là sao? Hacker hả? Ok, làm hacker. Sure? Chắc chắn rồi, sure chứ sao không? Thì ký hợp đồng rồi đi. Hợp đồng. Hên xui thôi các bạn nè. Nó ghi một đống tiền mà nó nhảy liên tục á, mình sẽ lợi. Oh no. Mà được 2.000 đô kìa. Nicely done. Tuyệt vời, công việc này 2.000 đô đủ sống, nhiều sống luôn. Ngày đầu tiên mà làm việc. Oh, hello boss. Oh, xin chào. Cậu có phải là người mới nhất đúng không? Chúc mừng và chúc cậu may mắn. Ok sếp. Hãy tìm ai đó để giúp cậu làm việc. Marcus là đây. Sao? Marcus đâu? Oh, hello Marcus. Oh, xin chào. Chúng ta sẽ làm việc ngay bây giờ. Tôi sẽ chỉ cậu cách để làm việc. Màu đỏ là xấu, ok. Còn màu xanh là tốt, hiểu chưa? Hãy nhanh lên. Ok, dạ. Cố lên mọi người, cố lên. Cái gì thế này? Một hai ba, nó nói cái gì nè, một hai ba gì cơ? Hồi hú hồn. Không hiểu gì đang làm luôn á. Một. Một ba bảy chín. Cứu em mọi người ơi. Làm sao? Không hiểu gì đó. Cái gì thế này? Mình không hiểu gì hết trơn mọi người ơi. 3 3 1 7 9. 3 1 7 9. Mình làm như thế này.
1 2 3 4 1 2 3 1 1 2 4 3 5 ok ok à, công việc này khó quá. À, 1 1 mày đủ tôi à, 1 9 2 7 trời ơi quá sao quá đó. Cái này là cha tấn chứ làm gì. Ôi cậu sẽ bị trễ lương, đậu phộng ông với ông sếp. Trời ơi tôi công việc này nó khó khăn lắm luôn á mà ông còn trễ lương tôi nữa. Ồ rồi có lương chưa, lương tôi đâu rồi, đưa đây đưa đây. Ồ có tiền rồi, mình giàu sang rồi mọi người ơi. Ồ I'm rich. Your first paycheck, but what will you spend it on? Rồi mình sẽ làm gì với tiền đây? Để em bé hả? Ok, đi kiếm người yêu cái đã. So, tell me, how's your love life coming along? Let's go, cuộc sống thế nào đây? Mình sẽ chọn phụ nữ đi ha. Ok, cái này như tình đời vậy đó. Ui, ngon cái ta. Thôi, không chơi luôn. Ui, ngon nè. I love you. Ơi, cậu hả? Cậu thì không chơi với cậu. Không chơi luôn. Cậu đẹp quá vậy. Ủa, qua bên mình nha. One night stand nha mọi người. Don't be too picky now. Ôi, Evelyn hả? Vienna, ui. Cái này là như cái băng gì mà quên tên rồi. Băng gì mà hút máu gì đó. Như Gardena đó, không nhớ. Cũng được. Bethany, không chơi với bạn. Ủa sao có mấy người mà lặp lại hoài vậy? Hết luôn, mày hết luôn. Đủ rồi. Mày chọn quá nhiều rồi. Để coi cứ dính ai không. Mình thích bạn này, Tina nè. Ok. Rồi bây giờ chúng ta phải chọn một cái buổi hẹn gì đây. Một buổi hẹn của những người thông minh, hay là một buổi hẹn của những người thích phiêu lưu. Một buổi hẹn lãng mạn. Thôi mình thích thông minh hiểu không, mình cần sự thông minh. Well played. Chứ sao nữa, phải thông minh chứ mọi người. Hãy chọn hành động tiếp theo. Thôi, chúng ta mình cần tình yêu nghiêm túc hay không? Mình không thể chọn cái này được. Mình cần phải kiểu như là công bố là mình yêu cô ấy. Mình tự hào. Oh, okay. I love you. Con nhỏ này nó chê mình kìa các bạn. Nó kiểu mất dạy không? Vậy thôi thì mình sẽ đến với Nico vậy. Sure, why not? Để coi Nico thích gì đây. Chắc là Nico thích kiểu như một cái lưỡi chà lãng mạn ha. Good luck. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ làm gì đấy? Mình bấm thử coi có gì xảy ra không? Chuyện gì sẽ ra đây? Tự nhiên đưa mà hôi kết cháo rồi. Phải nói thiệt. Vậy là mình đã có bạn người yêu rồi hả? Chắc là mình khoan. Nó kêu là cần người yêu nhưng mà mình thì mình chưa có người yêu. Ok, chúng ta cần phải kiểu như là so, tell me, how's your love life coming along? Còn một người nào đó mà kiểu như sao ta? Kết hôn á, lâu dài thì mới đẻ con được. Thì chắc là mình chọn cái hai đi. Thôi, mình đùa thôi, mình chọn giới tính nữ. Willow nè, Sarah nè, Aria June nè, Becca May, Olivia Uma, Evie, Tina, Lee, Quinn, Bethany. Ok. Bây giờ mình muốn cưới một cô gái. Mình sẽ chọn cô này, Bethany nè. Rồi sau đó mình sẽ kiểu như hẹn hò một cách thông minh đi. Good luck. Và rồi mình sẽ oh. Cưới anh đi em ơi. No, nó từ chối mình rồi. What the fuck? Bả thiệt chứ. Rồi, cưới anh đi mà. Anh vả lắm rồi em ơi. Cưới anh đi. Anh sẽ follow cùng em, ok. Follow. Và làm ơn cưới anh đi. Please marry me. Wonderful. So, how did you two meet? Oh, cưới được rồi. Mình đã có vợ rồi. I am unstoppable. Đấy, tiếp theo là mình sẽ kiểu như cưới đẻ con đi. Are you ready for that? Chắc chắn rồi, mình sẵn sàng rồi. Bây giờ thì hãy chọn một cái cách để đẻ đi.
làm một cách truyền thống, hay là nhờ bác sĩ, hay là nuôi con, hay là muốn cái này là cái như là cái nhân tạo á, cái này tốn tiền lắm, 200 triệu á, chắc là làm tự nhiên đi ha. Dính không? Đang trong quá trình thụ. Dính đi mà, làm ơn dính đi. Phải nào thiệt. Mình là cái con này các bạn. Mày hơn tao mày hả? Thằng nhóc. Ý. Sự tồn tại là gì? Không nổi đâu. Ôi, mình lại fail rồi. Oh no, mình là thất bại của tạo hóa mọi người ơi. Mình là một đứa con ngu ngốc. Cái chết là gì? Là thứ không thể tránh khỏi. Chứ gì nữa, cái chết mà đâu ai thoát chết được. Cố lên. Vũ trụ là gì? Không ý nghĩa, có thể chấp nhận được. Oh no, vũ trụ là không ý nghĩa gì cả. Mày hỏi khó thôi vậy. Cơ thể của cậu là gì? Không thể phá hủy. Không phải. Cơ thể của mình nó kiểu như là nó có thể phá hủy mà, hiểu không? Tại vì nó là con người thôi, nó không phải là sắt đá gì cả. 4 cộng 2 là 42. Câu B. Không bay, no. Mở khó vậy. Vậy thôi làm đám cưới đi. You will now happily share the rest of your meaningful lives together. Hãy chọn cái nhẫn kích cỡ. Cái gì? Con này chê cái nhẫn bé xíu của mình hả? Mình làm nó to lên. Từ. Trời ơi, con vợ mình sao nó láo vậy? Nó còn vợ mà, nó còn tệ, nó còn cái nhẫn mà gần hết tiền của mình luôn. Well played. Mày là vợ tao chứ mày mà bồ tao lắm mày rồi á. Hãy chọn một lá thư đi. Mình sẽ mời thật nhiều người càng tốt. Who's going to pay for that? Ok, mình sẽ mời tất cả mọi người luôn. Bây giờ hãy chọn cái màu giấy. Ok, màu xanh nước biển. Yes. Chứ sao nữa mà thích xanh nước biển. Hãy chọn kích cỡ của cái bánh. Đó, vợ ơi, tuyệt vời. I hereby declare you partners in life. Yeah. Mình là người đàn ông đã có vợ. Tuyệt vời mọi người. Tiếp theo là mình sẽ làm gì đây? Chắc là mình sẽ kiểu như một ngôi nhà đi. Yes. Hãy chọn kiểu nhà của bạn. Nhà hiện đại đi, nghe nó có vẻ ngầu, nhưng mà mình thì không có tiền. Ok, mấy nhà cổ điển. Do you think you can handle it? Ok, bây giờ hãy mang đồ. Ê, dạ, cố lên, dạ, dạ. You must be exhausted. Ôi, mệt thiệt chứ. Hãy chọn thú cưng của bạn. Mình thích chó hơn. Và mấy con mèo nó chảnh lắm, mình đụng nó là nó cào mình. Ok, hãy chọn một cái thứ để trang trí. Chắc là một cái xương rồng chẳng hạn. Sure. Không biết nữa. Mình thích vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Hãy chọn một cái kích cỡ TV. Cực to chứ I'm sao. Tất nhiên rồi. Để coi cuộc đời mình như thế nào đây. Cuộc đời mình là một chuỗi hạnh phúc. Rồi, có nhà cái thứ rồi đúng không? Bây giờ là mình sẽ cần hai cái cuối nữa là đẻ con và đi du lịch. Mà du lịch thì phải cần có sự thoải mái. Có nghĩa là mình phải ly hôn hả? Ok, để mình đẻ con cái đã. Mệt ghê. Alright, how would you like to do this? Chắc là mình sẽ nhận nuôi đi ha, cho nó khỏe đi. Mình kiếm thằng nhóc rồi đó. Sure, why not? Kiểu như mặt nó thông minh một chút, sáng sủa thì mình kiểu ok làm con tôi nha. Hãy chọn đứa trẻ của bạn đi. Tôi biết cái chân của thằng nào là thằng nào. Thôi chọn cái giữa đi. Từ. Đây đứa trẻ không được mong muốn. Có nghĩa là bố mẹ nó vứt bỏ nó đó. Đứa trẻ thứ hai là bố mẹ cũng từ bỏ nó luôn. Đứa trẻ này thì không biết nó là ai cả. Đứa trẻ này thì bị bỏ rơi. Đứa này là mồ côi cha mẹ. Chắc là mình sẽ chọn cái đứa không biết này đi. Trông có vẻ bí ẩn. Wow, okay. Ok, hàng tới nhà các bạn ơi. Congratulations. Đứa trẻ kìa. Mở hộp ra các bạn ơi. Mở hộp ra coi đứa trẻ trong này à. Khoan. Phải không ta?
nhưng nó hơi kỳ. Rồi, vậy là mình đã có đủ mọi con đường rồi. Vậy là... Vậy là cuộc sống của mình đây là gần hết rồi hả? Nếu như mà mình muốn đi du lịch đó thì mình còn phải kiểu như gọi là gì? Không được cưới vợ. Có phần cuối là cái phần nghỉ hưu nè, để coi cuộc sống sau khi làm việc của mình như thế nào. You've earned every second of it. Rồi, bây giờ hãy điều chỉnh cái ngôi nhà của bạn. Ở đi ngủ thôi. Rồi sau đây, hãy tận hưởng cái mái nhà của bạn. Rồi đi ngủ. Vậy hết game rồi hả? Alright. Đây là một game rất là thú vị và kỳ lạ. Nếu như mọi người thích video này, được rồi, cho mình một like, một share, một subscribe. Và nếu như các bạn thích game này thì mình sẽ làm thêm một lần nữa, như là một cuộc đời khác, những nghề nghiệp khác. Các bạn có ý tưởng gì các bạn hãy comment cho mình biết nha. Và bây giờ thì cảm ơn mọi người đã xem video. Và bye bye.